Trong video trước thì thầy đã hướng dẫn ta bài số 20 IA với IB rồi. Hôm nay tiếp tục ta sang cái bài số 20 IC với ID. Ta thấy IC này. IC ta C bằng cos. Rồi, chúng ta cos của -288 độ nhân với cotang của 72 độ chia cho tan trừ 162 độ nhân với sin 108 độ trừ đi tan 18 độ. Ok, ta xử lý từng giá trị một nha. Cos của trừ 288 thế chúng ta sẽ trừ 288 chúng ta sẽ cộng với 360 chúng ta sẽ làm bao nhiêu nhỉ? Ta sẽ bằng này, bằng nha, chúng ta cộng thêm một góc là 360 thì nó sẽ còn cái trừ 288 C là bằng cos thì đây thành bao nhiêu nhỉ, trừ đi 360 đúng không, trừ 360 này cộng bao nhiêu đây, chỗ này là bao nhiêu nhỉ, bao nhiêu thành 288 nhỉ, tức là 360 cộng với bao nhiêu thành 288, 72 à, 72 độ đúng không? Đó. Tức là chúng ta sẽ thấy cái thằng trừ cốt của trừ 288 thì có vẻ là bằng cốt 72 độ trừ đi 360 độ không? Thì cái trừ 360 thì bỏ đi này. Đó. Nhân với đây là cotang 72 độ này. Chia cho tang của 162 độ, 162 độ thì liên quan đến tang này, tang này mình đưa dấu trừ trước nhá, tang của trừ alpha, tang của trừ alpha thì bằng trừ tang alpha đúng không, đúng không, thế chúng ta sẽ bằng đưa dấu trừ ra ngoài đó này, trừ đi tang của 162 độ này, ok, nhân với sin sin của 108 độ trừ đi tang của 18 độ. Rồi. Tiếp tục ta sẽ bằng này. Thằng này bỏ cái thằng này đi đúng không? Bỏ 3 trừ 360 đi vì chúng ta nhớ công thức là cos của alpha cộng với k 360 độ thì bằng cos alpha, cos với sin như nhau đúng không? Alpha độ đấy. Được chưa? Đó. Thì cái thằng này chính là bằng cos của 72 độ này nhân với cotang 72 độ này. Đúng không? Chia cho thằng này chúng ta chắc là liên quan đến 180, 180, 180 trừ đi 18 độ đúng không? 18 thì có phải là bằng 62 không? Rồi, đúng nhỉ? Đúng không? Đúng rồi đấy. 1678 ok thì ta sẽ có là trừ này là tang của trừ 18 độ cộng với 180 độ ở nhân với sin, chỗ này sin thì chúng ta cũng dùng luôn cái thằng 90 độ cộng với 18 độ đúng không, 9 hay là 18 độ, 18 độ cộng với 90 độ đó trừ đi tang của 18 độ, cái tang 18 độ này đã rồi, thằng này cứ nguyên trên đó sẽ là cos 72 độ nhân với cotang 72 độ chia cho thằng này thì chúng ta thêm 180 độ bỏ đi vì chúng ta có công thức là tang của alpha cộng với k 180 độ thì bằng tang alpha đó, thì chúng ta cái chỗ 180 này bỏ đi vì là k là bằng 1 đúng không, thì ta trừ tang, trừ tan trừ 18 độ nhân với sin à, ta sử dụng cái thằng này hơn kém pi trên 2 thì hôm trước là chúng ta có công thức như này, sin của alpha cộng với pi trên 2 hay 90 độ đấy đúng không, à, 90 độ hoặc là pi trên 2 thì nó sẽ là 1 đúng chưa nhỉ, thì sin bằng gì, là bằng ghế cos của alpha
Thấy chưa? Con pha. Thế còn cos của alpha cộng với pi trên 2 thì bằng trừ trừ sin alpha. Đấy, công thức nó như thế, ta nhớ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thành gì? Sin của 18 độ cộng với 90 độ. 90 độ nó giống giống như là gì? Pi trên 2 đây thì đây là alpha là 18 đúng không? Thì nó sẽ bằng gì? Bằng cos luôn. Chúng ta sẽ biến đổi thành cos nha. Đây sẽ là cos của 18 độ trừ đi tan của 18 độ. Ok chưa? Rồi. Thế ngon lành rồi, đúng không nhỉ? Biến đổi cái chút xíu chỗ này là xong này. Đó. Đúng nhỉ? Sin thì một cos rồi. Tan, ok. Xem thế nào. Bằng bằng này. Để ta xóa cái bên này đi nha. Rồi ta tiếp tục này, chúng ta sẽ có là thằng này nhá. À, phía dưới ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta sử dụng công thức là 72 độ và 18 độ là hai góc gì phụ nhau thì cộng nhau là bằng gì? 90 độ thì cos phụ chéo mà, cos thì bằng sin, cô tan sẽ bằng tan, được chưa? Vậy ta sẽ có là bằng gì? Ở trên này sẽ bằng 18 độ và 72 độ ấy. Thì nói lại 18 và 72 thì chúng ta sẽ là gì? Hai góc phụ nhau, phụ chéo, nhớ công thức phụ chéo. Phụ chéo tức là cos của 72 độ thì sẽ bằng sin của 18 độ và ngược lại. Được chưa? Thì ta sẽ có là thằng này này sẽ bằng sin sin của 18 độ. Đấy, nhân với thằng này cô tang thì bằng tang tang của 18 độ chia cho thằng này đương nhiên là gì có đưa dấu trừ ra ngoài đúng không, tang của trừ alpha bằng trừ tang ngang trừ trừ hình cộng lại thành tang của gì 18 độ nhân với cos của 18 độ trừ đi tang 18 độ đó. Thì tang tang này này với tang này hết rồi thì sin trên cos lại là tang tang 18 độ trừ đi tang 18 độ là bằng gì? Bằng không. Đó. Kết quả là không. Ta thử bấm máy xem phải không không. Đấy, bấm máy xem nào. Bấm một tay cái. Rồi bấm máy thì ta sẽ bằng không rồi đúng không? Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục sang ID này. ID đây, D bằng. Đó, ta không viết lại đầu bài có trên đây rồi đúng không? Tương tự như vừa rồi thôi, chúng ta thấy là cốt của trừ 188 mình xem là nó có cái gì này, có thể chúng ta thấy là 8 độ đi xem nào, cái chỗ này thì chưa biết là biến đổi về cái gì 3 638 98 khả năng đưa về 8 độ. Đấy, cùng góc 8 độ cái gì đó đúng không? Được chưa? Thì chúng ta sẽ có này, mình cứ cốt đối tức là hai góc đối nhau cốt bằng nhau thì trước tiên là mình cứ biến cái dấu trừ ra ngoài đã, hay nói khác là bỏ đi đúng không? Cốt của trừ alpha thì bằng gì? Bằng cos alpha, do đó cái thằng là hai cốt của trừ 188 độ thì chính là cốt của 188 độ, được chưa? Nhân với sin của bây giờ ta biến đổi thằng này một chút này, ta đưa máy tính ta bấm này. Đấy, là máy tính bấm nha. Đây ta bấm cái thằng 2550 độ này, 2550 độ. Đấy, thì mình sẽ chia cho 360 xem được bao nhiêu vòng. 360 thì ta sẽ được là 7 7 vòng. Tức là 7 nhân với cộng với vậy thì chúng ta sẽ nhân này, nhân 7 nhân với 7 nhân với 360 rồi trừ đi 2550. 2550 để xem nó còn dư bao nhiêu là 30. Vậy thì ta sẽ có là sin của gì 30 đúng không, 30 độ này cộng với 7 nhân với 360 độ đúng nhỉ, chắc là đúng rồi, mình làm lại xem vì trừ đi thế mà mình cộng với chắc là đúng rồi đây đấy bằng ok được chưa.
À, ta biến đổi thế. Tiếp tục này, xử luôn lên thằng dưới nha. Là 638. 638 chắc là lên đến 720, đúng không? Nếu là 720 sẽ trừ đi bao nhiêu? 720 trừ đi 638, 638 sẽ bằng bao nhiêu đây? 82. 82 thì chị à, rồi ok, 82 cứ để đấy. Tức là bằng trừ 82 cộng với 700 thì 720 đúng không? Cái thằng là 638 này sẽ bằng là trừ 82 hay là 720 trừ 82. Rồi ok, nó sẽ có thằng đấy. Thằng này này chia cho nhá. Chia cho 2 này nhân với cos này của trừ 82 độ cộng với 720 tức 2 lần nhân với 360 đúng không? Để chúng ta tự đi bỏ đi. Cộng với cos của 98 độ rồi cộng với 1 chia cho tan 368 tức là 360 cộng với 8 đúng không? Tan 8 độ cộng với 360 độ. Rồi, ok. Tương tự ở chỗ nào xử được người ta cứ xử này. Thằng này tiếp tục này, bằng này. 2 này. Cốt 188 thì chức tức là bằng cốt của 8 độ này. Cộng với 180 đúng không? 80 là hơn 1 pi đấy, là 180 là pi mà. Thằng này thì đương nhiên rồi, thằng này thì bỏ thằng sau này đi đúng không? Hay là khác là sin của gì? Của 30 độ. Rồi, ok. Sin của 30 độ cộng với 707 nhân với 360 độ thì bằng sin 30 độ. Cái này thì ai cũng biết rồi, đúng không? Rồi, chia cho. Chúng ta cứ xử từ từ thôi. Thằng này 2 lần cos của thằng này cũng thế, đúng không nhỉ? Cái phần K 360 độ này chúng ta bỏ đi xuống vòng quay. Cos của trừ 82 độ với cốt của 98 độ thì bằng 98 độ cộng với 90 độ. Đấy. Cái này vừa rồi có công thức rồi đúng không? Cộng với 1 chia cho tan của 8 độ cộng với 360 độ thì đương nhiên là bằng tan của 8 độ rồi. Và bên ra thế là tan của alpha cộng với kpi thôi, đúng không? Kpi bằng k 180 độ thôi là chúng ta sẽ đã bỏ cái thằng đằng sau đi rồi. Xong nhá, gần gần ok rồi đó. Bằng tiếp này, chúng ta là đây sử dụng công thức là sử dụng công thức thằng đầu tiên này, chúng ta sử dụng công thức là cos của alpha cộng với pi thì bằng trừ cos alpha. Đây là không dùng pi mà nó là 180 độ thì như nhau thôi đúng không? 180 độ với pi nó sẽ như nhau thì chúng ta sẽ dùng là thằng này chính là bằng gì? Trừ cốt 8 độ tức là trừ 2 cốt của 8 độ. Sin của 30 độ đây là giá trị đặc biệt rồi. Sin 30 độ thì ta bấm máy là ra là số đẹp. Là sin 30 độ là bằng 1 phần 2. Bấm máy ra ta được 1 phần 2. Được chưa? Rồi chia cho. Thằng này. Thì trước tiên là mình cứ bỏ dấu âm đi đi đúng không? Vậy cốt của trừ alpha. Cốt của trừ alpha thì bằng cos alpha, cos đối mà hai góc đối nhau cos bằng nhau. Mình cứ làm thế cho đẹp đã. 2 cos gì? 82 độ. À thằng này lại áp dụng công thức vừa rồi đúng không? Công thức là cos của gì? Của alpha cộng với pi trên 2 hay là 90 độ ấy, đúng không? Pi trên 2 hoặc 90 độ là như nhau đúng không? Cos thì ra gì? Ra trừ trừ sin đúng không? Bằng trừ gì? Trừ sin sin alpha. Vậy thì chỗ này sẽ trừ đi gì? Trừ sin của 8 độ. Rồi, đây vẫn để nguyên là 1 trên gì? Tan 8 độ. Nói chung là 8 độ nó ok rồi. 22 hết còn dùng trừ bằng này. Tiếp tục cốt của 82 độ ấy. Cốt của 82 độ thì có phải là bằng 90 độ trừ đi 8 độ không? Đúng không? 82 là 90 độ trừ 8 độ thì ta sẽ bằng này. Ở trên là trừ cos 8 độ này chia cho 2 nhân với mình cứ viết cos của 90 độ
trừ đi 8 độ, rồi trừ đi sin 8 độ ra rồi đấy, cộng với 1 trên tan 8 độ. Ok. Đấy, chỗ này bằng này. Bằng đây nha. Bằng cốt của 90 độ trừ đi 8 độ, hay nói khác là góc 82 độ và góc 8 độ là hai góc phụ nhau thì phụ chéo, tức là cốt của thằng này sẽ bằng sin. Vậy thì trên này chúng ta sẽ có trừ 8, xin lỗi, cốt của 8 độ chia cho 2 sin của 8 độ trừ đi sin 8 độ, rồi cộng với 1 trên tang thì thành gì? Thành cotang luôn nhỉ? Cotang 8 độ. Ở đây bằng trừ cốt của 8 độ chia cho sin 8 độ cộng với cotang của 8 độ. Đương nhiên chúng ta thấy là đây trừ gì? Trừ cotang của 8 độ cộng với cotang của 8 độ. Hai thằng này âm dương cách biệt rồi, bằng 0. Ta mạnh dạn bấm máy xem có bằng 0 không? Đúng không nhỉ? Nhớ để đơn vị là gì? À, thầy thử bấm cái xem sao. Mình mạnh dạn bấm nha. Thứ nhất là chúng ta phải để chữ độ, tức là trên này nó phải chữ D, là chúng ta sẽ skip 1 2 1. Rồi mạnh dạn bấm thôi, xem nào, đúng không? 2. Bấm y nguyên nha, trừ 188. 88 độ này nhân với sin của 2550, 2550 không cần phải ấn dấu độ đâu, chia cho 2 cốt của 638, 638 cộng với cốt của 98, rồi ngoặc vào cộng với 1 chia tang 3 6 8, bấm bằng, ấn này. Mạnh dạn ấn đi. Ấn ô, mày quá. Sợ. Thế này ung dung rồi, chuyển sang bài khác. Xong. Ok, rất là đơn giản thôi, đúng không?